Dương Lễ. Khổ quá. Nói chung là thằng anh nhờ em chăm sóc con vợ giùm, xong rồi nó khoan cục nhồi, nó ép cục ly tâm luôn. Duy ơi, thời buổi này mua súng ống dễ lắm, gặp mấy thằng ngáo đá nó để cho một viên over ghê vậy ta. Thôi chuyện nói chuyện công an không ơi, đúng không? Bây giờ chuyện súng ống mẹ mình người dân mình làm được cái gì? Nói chuyện công an, có muốn gì liên hệ công an. Còn mày nói câu này ra tao chả hiểu mày nói để làm gì, nó thiệt á. Tao đánh giá mấy này nói câu này mấy ngu học, không có suy luận, có suy luận không ai nói vậy, đúng không? Thằng Duy nó giống Tào Tháo quá. Đồ mà tao mà được như Tào Tháo tao ngon rồi. Trời đất ơi, mày so hơi bị cao á. Mày so tao Tào Tháo là hơi bị cao đó nha mày. Mày biết Tào Tháo là ai không? Tào Tháo là một nhà chính trị quân sự lỗi lạc nhất thời Tam Quốc, đúng không? Trong tay là có gì? Trăm vạn hùng binh mà ngàn tên chiến tướng, đúng không? Thủ đô Hứa Xương bất khả xâm phạm, đúng không? Mỹ nữ thiên hạ giai tầng đều nằm trong vòng tay của ông ta, biết bao nhiêu tướng tài. Trời ơi, nó nói Tào Tháo vừa giàu mà vừa vừa giàu mà vừa hưởng, mà vừa khôn mà vừa, nói chung ghê gớm lắm. Cái thời mà Tào Tháo còn sống mà biết Tư Mã Ý không? Tư Mã Ý đâu có dám xù lông đâu, nó để một phát ngọt Tư Mã Ý nín thinh luôn. Nói chung có một lần Tào Tháo xui thôi, đánh giá lộn thằng mà ngựa con đó, má chọc chọc nó trận đó, ngựa con nó uống ngâu liếp mấy em, nó rượt Tào Tháo hơi bị nhiều á. Sao nhờ Hứa Chữ cứu nha. Mày so tao Tào Tháo tao thấy cũng mừng. Tao được như Tào Tháo cái đường cóc ngang nào, thì bigo mấy thằng ngu không à, em thông cảm em. Mấy thằng bigo toàn mấy thằng học dốt á, xong rồi nó vô nó tạo ạt, nó đi coi gái gú này nọ kia mà nó không có đậu nó cho đó. Cũng tội nghiệp mấy nhỏ làm idol gặp mấy cái thành phần này, thôi nó cũng khổ chết mẹ luôn, trên răng dưới dái ngậm bình sữa thêm cái bệnh ngu nữa. À, nhắc ăn gì mới nhớ, ăn lean body ông nội ơi, lean body nha. Trời, tao đi chơi thủ lean body trong trong hồ lô của tao hết, trong hồ lô của tao là bao giờ cũng phải có gói lean body. Bây giờ cuộc đời tao ăn mà tao đâu có sợ mỡ đâu tụi bay, đúng không? Đó, chơi là phải chơi như vậy. Con chó con mèo gì mày ơi, con chó thằng khôn hơn mày, đúng không? Tao thiệt mày, chó thiệt nhiều khi nó có giá hơn mày. Giờ tao chỉ hỏi một câu á, mày á bây giờ có ai dám bỏ 1.000 đô la ra mua mày về nuôi không? Tao chỉ hỏi mày một câu vậy thôi, chứ mà chó 1.000 đô cũng là chó thường thôi, đúng không mấy bạn? Nó mẹ chó mà chó mà chó VIP là nhiều tiền lắm. Bây giờ chừng nào mà kiếm thằng nào hoặc là con nào bỏ 1.000 đô ra nuôi mày, mua mày, thì tao mới tin rằng mày bằng con chó thường. Còn bây giờ trong suy nghĩ của tao là mày cũng bằng chó thường. Chứng minh đi, đúng không? Cứ chứng minh đi. Anh Duy ơi, em giết anh đó anh nói chuyện em ghét quá, đừng có ngu con trai, đúng không? Mẹ mày hâm về của ngày mai, tự nhiên tao chơi gái tao bị thượng mã phong, tao chết công an tao kiếm mày đó. Tự nhiên mày nói, tại vì hôm nay mày nói mày hâm mày giết tao, đúng chưa? Ngày mai tao lỡ có chuyện gì chăng nữa công an tao kiếm mày, sao mày ngu vậy? Mày thấy mày ngu chưa? Nó cảm ơn tao đi, ngu ngu hết biết luôn rồi. Trời ơi, thiệt tình mấy anh trẩu tre. Chào méo chào lại thì hổng giờ méo chào lại mút lại được không? Khó quá à, đúng không? Khó quá mút lại được không? Gì mai tới chỗ kiếm luôn, làm liền giờ đi, 12 giờ đêm nè nó mới vắng, đúng không?
12 giờ đêm giờ nó mới vắng nè. Mẹ ngày mai mày tới, ngày mai mày tới tao sợ mày không dám vô á. Trời ơi trời, chơi bằng hẹn nữa, thân lắm hả mày, hẹn nữa. Áo này may chứ sao mua được mày. Áo này tao may 7,5 triệu á, nhà may Chương nha. Mày cứ tới nhà may Chương đó, Duy Nguyễn giới thiệu giảm 15% nha mấy em. Giờ thôi fan Facebook chờ xíu, dẫn fan Tổ Bigo đi chơi. Nói nó lại bác súng ra bắn thì mất rồi trai. Nói thiệt với bạn, nó có tiền 50 súng mà nó mới đậu cái súng đó. Đúng không? Bạn coi thường giang hồ chơi súng quá. Rồi tiếp tục nha. Xin chào fan Facebook. Giờ qua Đam nè, Đam vấn đề lớn nha. Mấy thằng chủ bên Bigo thì có admin nó lo hết rồi. Năm 50% phạm pháp không có em. Anh Duy ơi, em muốn đẹp trai nha, anh muốn đẹp trai nhanh thì coi livestream có nhiều nhiều đẹp trai nha em. Tìm gái BK đi anh, thôi mẹ ơi. BK với gái làm gì, tao ngồi tao nói chuyện với anh em bên Facebook nè. Từ chiều giờ không gặp tao, người ta nhớ, mày hiểu không? Dạ bot cho em thủ thành Facebook nha, Bigo không kiếm cháu được, ok. Mình 31 tuổi xin phép hỏi bạn một việc. Ok, hỏi đi Tommy Nguyệt. Đằng sau anh là thực phẩm bổ sung em. Coi livestream, like team, share cộng mua súp sẽ đẹp như anh Duy. Đúng rồi. Mình dư cân. Ok, rồi. Dư cân. Dễ lắm. Quy Bảo bên Bigo có người dư cân kìa Quy Bảo ơi. Rồi bên Weibo, Bigo có người hỏi uống BCA được không kìa, quá trời luôn kìa. Bigo nhiều hàng lắm em ơi. Anh vẫn giữ kiểu tóc quyền thoại này là hiếm đó anh, tao biết mà. Mới tập xài sim tắt được không anh? Không mày ơi, mới tập thì phải xài bộ ba thần thánh nha. Tìm người nói chuyện vui
ai nói chuyện follow inbox em nhé. Ghê vậy. Level 9, 17 tuổi, không có, chưa có đồ trust em. Chưa có đồ trust sao inbox em được. Rồi em BD vô đây em thả thính em cướp đời trai người ta làm sao. Tập thể hình có lâu ra không? Lâu ra lắm em. Mấy thằng giang hồ nó cho vay nặng lãi cao sao nó không bị bắt nhỉ? Mày cũng biết kêu người ta giang hồ mà trời. Mày hỏi sao vậy, mày hỏi vậy sao tao trả lời được. Muốn giàu xem Di Nguyễn đi 7 tỷ muốn vũ móng đi theo ba sọc. Bậy bạ không cha. Ở đâu ra tự nhiên ba sọc mà ai cũng đi vũ à? Đừng nói về tội ta mày ơi. Mình phải nói chuyện khách quan nha, không có nói gì được, ác lắm. Anh Duy em tập thể hình được không? Ai tập trả được mày, con trai hay gái? Anh bán thuốc tăng cân hả anh? Mẹ thân anh còn bán này, cái gì cũng có bán anh em. Qua Facebook mập mọc đẹp trai đó Duy. Trời đất ơi Duy lúc nào chả đẹp trai. À, sáng mình không ăn sáng. Hủ quỳ ruột cao kim bi xây rồi. Được không anh Duy? Phải ao clip mới được nha. Phải ao clip mới được. Chào Hy Vọng. Mắt đi phát và giày về chưa anh? Mắt đi phát thì mai mốt về, giày thì chắc còn lâu. Mình muốn bán hàng BBT được không Duy? Được, có 3 triệu, có 300 triệu không? Nhập hàng không? Thuế anh có thuê tài xế lái xe không anh? Mẹ chạy xe 7 tỷ đi thuê tài xế ngồi lái, tao mua cái xe làm gì mày? Mẹ hỏi gắt phải. Bây giờ tao hỏi mày đi. Mày có bỏ 7 tỷ ra mày mua cái xe cho thằng khác lái không? Tao chỉ hỏi mày chừng đỏ thôi, mày trả lời đi. Có mát premium không? Trời ơi, mát VIP không ông ơi, ông hỏi mát của bắp. Đó. Bây giờ ông có tiền không? Tôi chỉ hỏi ông có tiền không? Chứ còn mát bên tôi là đẳng cấp không à. Không tin đẳng cấp đúng không? Giới thiệu luôn. Nói thiệt cuộc đời tôi là cái gì đẳng cấp không phải chơi. Hả? Tôi không thích chơi, không thích của bắp. Đó là quan điểm của tôi, ông ghét hay không? Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy chưa đẳng cấp không? Ông có đẳng cấp đó trở thành kim chỉ nam trong đời sống rồi. Anh ơi, bạn của người yêu em có bạn gái giờ sao? Đồ phộng mày, bạn của người yêu mày có bạn gái làm sao? Mày hại não à. Dạo này đang học Di Nguyễn. Ủa Đan Nguyễn là ai? Xã hội có mặt tối mặt sáng, xã hội tư bản cũng vậy, rõ ràng. Anh có vợ chưa? Kệ cha tao, mẹ tao lên Bigo tao kiếm gái. Mày hỏi vô duyên giả man luôn á, ghệ bồi cái mẹ tao đi. Đúng không? Chỗ tao đang làm ăn à. Có nhiêu cái vô duyên đổ vô nhà mày hết hay sao á, mà nhà mày đổ vô mày. Nữa thêm thằng kia nữa. Chị Cao Thành Trang, chị thông cảm, thằng David Su á, hồi nãy nó xin em làm bảo vệ. Em nói cái tướng mà như con nhái bán vậy đó, mẹ vừa phản động vừa mất dạy nữa mà đòi làm bảo vệ, nó giận em tới giờ luôn á. Mà thôi cái cha nó đi, mệt quá, thằng nó trên đời nó không còn gì được hết á. Người ta nói là cái gì? Người ta xấu về hình thức thì người ta không phải đẹp về nội dung. Còn đằng này nó xấu hết. Chào Đào Anh Tú. À, Đan Nguyên học Duy Nguyễn đóng phim kìa, kiếm thêm phải không? Anh có biết câu lạc bộ thể hình Mạnh Linh không? Anh chỉ biết Gym Center thôi em ơi. Còn bây giờ câu lạc bộ thể hình thì em hỏi anh coi, hỏi chủ có biết Duy Nguyễn không? Có biết Duy Nguyễn bên THOL Gym Center không? Anh ở đâu vậy? Anh ở Sài Gòn em. Ý mình là giới thiệu cho bạn bè mua hàng bên BBT thì giới thiệu cho bạn bè mua đi, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Cho em đồ sát xíu bot ơi, rồi cho ông Luta lên lại nha. Tội nhỏ, mày nghỉ 3 ngày bị tao đuổi xuống luôn. Á full bà nó admin rồi. Nè. Ok.
Ok nhé. Xin lỗi Duy nhé, thỉnh thoảng comment vài câu vô duyên. Ủa, ai comment vài câu vô duyên? Nói thôi chứ đam thôi đâu nhớ đâu. Trời đất ơi, Nguyễn Diễm baby của anh vô rồi đó ha. Đêm nay chắc anh không ngủ được vì em. Anh có thần tượng ai không? Tao mới nói thần tượng Nguyễn Diễm đó. Hello Ki Duy. Mẹ kêu bằng cu đi, mày kêu bằng Ki làm sao? Mới vô chào là nghe thấy ghét rồi. Nói gì? Mắt thằng này mắt đểu, mắt Lê Văn Luyện, nói chuyện mất dạy vô học. Mày chứng minh tao được, tao nói chuyện mất dạy vô học đi, đúng không? Tao chỉ thấy ở trong mày có một sự gato. Gato làm cái gì mày ơi? Ngoan đi theo tao kiếm cơm. Không biết gato làm gì chả hiểu nữa. Thua người ta thì nhận đi, chịu theo người ta đi, quy thuận đi. Chống cự chỉ cho bụng nó bự trời. Nói lên là người ta biết thấy mình gato rồi. Gato là sinh nhật nó năm 360 ngày luôn á. 365 ngày nữa lộn. Cái gì nữa? Anh nghĩ sao về học đại học? Anh học công nghệ thông tin xong rồi anh có thể suy nghĩ đi ạ, là gì? Anh nghĩ sao về việc học đại học? Học đại học rất cần thiết và quan trọng. Ok. Phone nó bị sao ấy viết lộn hoài. Mày xài phone Trung Quốc rồi. Thế anh có thuê tài xế lái xe không anh? Tao lại mày. Mày trả lời tao một câu đi. Nếu mà bây giờ mày có tiền mày mua chiếc xe 7 tỷ thì mày có mướn tài xế ngồi lái không? Tao chỉ hỏi mày chừng đó thôi. Thiệt mà Nguyễn Diễm. Nói chung anh là tấn tật, anh nghĩ sao nói vậy thôi à. Anh ghét ai nói ghét, mà anh thích ai nói anh thích, đúng không? Em thấy anh đâu có giả tạo đâu, anh đam mấy cái này như vậy. Nếu mà giả tạo là đâu có đam, nó làm chi? Hai mốt tuổi có 2 tỷ được không idol? Ngon. Tùy nhu cầu mướn tài xế hay không. Thôi dẹp bỏ đi mày ơi. Nhu với chả cậu mẹ gì, quan trọng chất chơi trong người mày nó còn hay nó mất. Không có nhu cầu gì đấy trời, đúng không? Mình là phải có chất chơi, không có chất chơi vậy thôi. Nói chuyện không có hợp gì trơn. Tụi an ninh mạng nó phá tao mày. Ui mày là cái đinh que gì mà phá mày mày ơi. Mày làm như mày nổi tiếng như đi sa phạm vậy trời ơi. Thiệt á, mày ảo tưởng hả mày. Tập gym hút thuốc có bị sao không ạ? Ung thư phổi chết em. Mua xe thì thuê tài xế là bình thường, thì cái đầu óc mày bình thường thì mày suy nghĩ nó bình thường. Còn cái thằng đầu óc nó tầm cỡ nó đâu suy nghĩ như mày. Mệt quá, cái lộn là méo gì không biết nữa. Tao bay gato tao hoài, chả hiểu để làm gì nữa thiệt á. Thua người ta thì chịu nhận đi. Kêu hai tiếng sư phụ đi theo kiếm cơm. Cuộc đời này tao phải chê tiền hả? 300 triệu bán súp thì cần phải biết bán nữa, có chiến lược kinh doanh nữa. Tập gym mà thức khuya có bị sút cân không anh? Không em. Chào anh Trần Việt Nam. Thế anh xe gì 7 tỷ anh lên đưa lên Google search em. Tao hai cái điện thoại tao xài hết rồi, tao mới show cho mày coi được nha. Search Di Nguyễn Mạc. Lên Google search đi, bảo đảm ra trang 1 liền. Lũ đót an ninh mạng nó phá sóng, làm phím nhảy tùm lum. Bớt có điên đi mày ơi. An ninh mạng nào? An ninh mạng Việt Nam hay an ninh mạng của Mỹ? Đúng không? An ninh mạng của Mỹ nó phá sóng thì mày chịu mẹ đi rồi ăn cái gì? Còn an ninh mạng Việt Nam phá sóng thì mà dẹp mẹ nước Mỹ rồi đi cù bóc. Để cho an ninh mạng Việt Nam phá sóng bên nước Mỹ nữa. Cái đường nào mày cũng cũng nói chung là đường nào cũng chết hết á. Đúng không? Thôi thấy mày chết mẹ luôn cho rồi đi. Sống cái gì đâu mà trái cũng chết mà phải cũng chết. Khổ thế chứ. Đúng không mấy bạn? Đó. An ninh mạng của Mỹ phá sóng mày mà mày là dân của Mỹ thì một đất nước nó không đáng sống. Tại sao chính phủ lại phá sóng người dân, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, để cho thể diện quốc gia mình bị chà đạp bởi một người Việt Nam là Duy Nguyễn, đúng chưa?
Còn nếu mà chính phủ Việt Nam mà phá sống được thằng Mỹ thì thôi thằng Mỹ cũng dẹp mẹ luôn cho rồi đi. Cùi vừa cùi thôi. Một nước đầu tàu về công nghệ thông tin thống trị toàn cầu để cho một nước cùi bắp như Việt Nam phá sống. Nói chung tao nghĩ cái đường này tao thấy nhục hết mày ơi. Tụi bay kiếm được là tụi bay gỡ giùm tao đi. Nó thì lũ mày nói lũ đót an ninh mạng Việt Nam rồi gì mày Mỹ mày cũng bắt rồi để coi nghĩ gì sao để an ninh mạng Việt Nam phá sống một nước Mỹ luôn trời. Anh Duy xàm ghê. Ôi xàm bà nội mày chứ xàm mệt quá. Khổ ghê á. Chỗ anh đang làm chuyện lớn em chọt chọt cái giò ghẻ vô làm gì không biết nữa. Anh có bạn gái chưa? Anh có rồi, tên là Nguyễn Diễm nha em. Sao anh nói nhiều thế? Mày bớt ngu đi. Anh làm vlog mà. Anh làm vlogger mà. Anh làm idol thì phải nói nhiều chứ. Còn câm cái miệng hến như mày làm được cái gì? Thiệt ngu, dã man ngu luôn. Mỗi bên ngu một kiểu, đúng không? Bên bên Facebook thì có thằng Cuba ngu. Thằng Cuba nó ngu nhưng mà nó mở mồm cũng được vài chữ. Thì thằng đó nó ngu xàm. Má còn bên đây á, là nó ngu hạ đẳng luôn á. Nó thiệt á, mấy bạn coi này bạn làm chứng nha, người nào biết suy nghĩ nha. Nhìn bên Bigo ngu một kiểu, bên Facebook ngu một kiểu. Coi này nha, giờ coi thi đua cái bên nào ngu hơn nha. Anh Duy chơi Thiếu Lâm đúng rồi đó em. Apple bị BKV bẻ khóa nhận diện gương mặt luôn, ghê vậy. Làm chiếc VinFast anh ơi, mày làm trước đi. Tối nay không đam giữ mối ha anh. Bên Bigo hơn 1.000 view rồi kìa, giữ con khỉ gì đuổi qua nó cũng đông à. Quan hệ nhiều mà chân teo uống Aulip nha em. Làm như tụi nó nghiện anh chửi rồi đó. Chắc vậy. Anh Duy đi xe Maybach phải không? Lên mạng search Duy Nguyễn mệt nha. Ra liền trang đầu. Anh thấy sao về chiếc VinFast? Nếu mà nhìn hình là đẹp em. Nhìn hình là đẹp nha. Bigo rẻ tiền quá. Thì kệ nó đi mẹ ơi. Cái mạng nó nhỏ mà. Cái mạng nó chuyên like mà em. Anh biết Khanh Super không? Mày hỏi Khanh Super có biết Duy Nguyễn không? Cụ Đỗ Mười mất rồi đó anh. Chừng nào báo đăng tao mới tin mày ơi. Bigo mà rẻ tiền, rẻ thiệt chứ gì nữa. Mẹ mày so gì với Facebook thằng kia đó. Đó đúng rồi, mày ăn cái con khỉ. Trời đất ơi. Trong Facebook nó có rất là nhiều người, chỉ cần thằng thằng CEO của Facebook thôi nó địch một cái thằng cũng bay thằng Bigo nữa. Nó mày thấy mày ngu chưa, kiến thức hạ đẳng còn có nữa. Nói chung là bây giờ tỷ số bây giờ fan bên Bigo ngu hơn nha. Người ta Facebook người ta đẳng cấp hơn rõ ràng. Cãi. Đúng không mấy em? Anh đón xe VinFast giá bao nhiêu? 1 tỷ đô lại em. Quán hải sản hôm qua tên gì? Biển nhớ em. Tại sao bên Facebook view ít hơn bên Bigo? Nó view thật em. Bên Bigo view ảo á. Tức là có thể là cái thuật toán của nó là ví dụ người ta vô xong người ta ra nó không có trừ hoặc nó trừ ít hay sao đó. Bên 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 em nhận cái lượng tương tác là em thấy nè. Bên bên Facebook cái view nó cao hơn nhiều chứ. Nói chung là bây giờ Facebook của anh là cái anh có chiêu em. Anh nói với Cường rồi đó Cường. Em quăng cái ạt em cho 10 thằng. Nó đi vô mấy cái diễn đàn nó la liếm nó trong đó. Đó. Nó la liếm trong mấy cái diễn đàn này nọ là follow tăng nhanh lắm. Nói chung thằng chúc móng chuẩn nè. Mà có một cái là follow trẩu nhiều nha.
Bây giờ mà tụi em la liếm ở mấy cái diễn đàn khác, là gái đứa nít nó nhiều lắm, game cũng nuôi đông lắm. Facebook bây giờ giảm tương tác like rồi anh ai. Nó giảm rồi, kệ nó đi. Nhưng mà nó là vẫn là cái mạng xã hội lớn nhất của Việt Nam mày ơi. Cái mạng xã hội Facebook là cái mạng lấy tiền của người dân Việt Nam. Hồi kỳ đọc tờ báo là cái số tiền á mà người Việt mình á đổ vô quảng cáo online đó mấy em, cho là 500 triệu đô đi, thì thằng Facebook nó lấy hơn 300 triệu. Nó lấy một mình thằng Facebook nó lấy hơn 300 triệu. Thằng YouTube lấy hơn 100 triệu. Còn lại mấy ăn cóc ghẻ kia ăn xương không à. Bigo 70 là view ảo, còn nhiêu là view thật đó anh. Mày dựa vào cái máu gì mày biết, đúng không? Mày chả có dựa vào cái gì để mày biết cả. Nói chuyện nghe hài, nhìn cái mặt cũng mắc cười. Mình là diễn viên mà bạn. Việt Nam có chặn Facebook không? Việt Nam nên chặn Facebook không cho Việt Nam chơi luôn không? Thì ai biết, Facebook nó bố láo thì chặn nó thôi. Còn nếu mà nó hợp tác, nó ngoan thì ok, mở ra cho làm ăn. Nói thiệt chứ Kuma, thật lòng tao muốn Việt Nam có cái mạng của riêng nước tao mày ơi. Thật lòng luôn á. Tao rồi muốn ví dụ như gì đó, thằng gì nó có đủ đẳng cấp, nó làm cái mạng cho riêng nước tao. Tao thích xài hàng nội địa hơn mấy em. Còn giờ xài cái mạng Mỹ này mệt quá, nó bị lợi dụng này nọ, mình bị những cái mình bị ức hiếp, đúng không? Khổ lắm. Nếu mà thiệt á, Việt Nam này có một cái mạng mạnh đó, mà cho doanh nghiệp và cho những người ta chín chắn người ta chơi á, mà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn, tao bỏ Facebook cái bọt. Thiệt. Tại giờ không có cái nào chơi đỡ thôi mấy em. Triều Tiên đúng không anh, làm sao? Nói chung là Facebook của nó có cái kỷ niệm mày ơi, chơi nó 5-6 năm rồi. Bỏ thương vương tội. Mấy bạn bên Bigo biết thì thưa thớt, không biết thì múa cột mà nghe. Ôi tụi nó biết chim với bướm thôi mà biết gì đâu, mấy bạn Bigo này. Giờ có thằng gì TikTok thằng nào nữa, nó vậy đó. À, Nhật nó thiên tai liên miên khắp đất nước mà sao kinh tế nó vẫn luôn phát triển như anh. Cái câu này mày hiểu không có đúng. Tao nói cho mày nghe, Nhật nó thiên tai liên miên là đúng, đúng không? Nhật nó phát triển kinh tế là không đúng, đúng không? Đó. Vậy thì tại sao kinh tế nó cao hơn Việt Nam rất là nhiều? Tại vì dân nó không có trẩu tre, dân nó yêu lao động, dân nó được ham muốn lao động, và dân nó nghiện lao động. Dân nó có tinh thần dân tộc, tinh thần võ sĩ đạo samurai. Dân nó không có thằng mấy thằng trẻ trâu mà mê chim mê bướm, đúng không? Dân nó dùng chim bướm để xuất khẩu lao động, gọi ủa xuất khẩu ra thế giới, cái đó gọi là CIV. Nó người Nhật hơn người Việt Nam rất nhiều. Còn Việt Nam là vô Bigo này coi toàn là trẩu tre không, làm ăn cái gì mà Nhật. Đó. Thằng Nhật nếu mà nó không thua thằng Mỹ thì bây giờ kinh tế nó còn mạnh dữ nữa, nó không dừng lại cái mức này đâu. Nó thua thằng Mỹ nó phải chịu thôi. Bên bên Nhật có quân đội không anh trai? Có, xong có mày. Quân đội nhỏ nhỏ nha, quân đội mà Mỹ chỉ huy. Phải học theo Trung Quốc. Trung Quốc nó có Weibo. Không, nói chung là Trung Quốc nó hay. Cái chỗ đó Trung Quốc nó hay lắm Bình. Nhưng mà Việt Nam mình học theo nó không có nổi. Biết sao không? Nó có lợi thế, trong tay nó là 1,4 tỷ dân. Nó có 1,4 tỷ dân, nó làm cái gì cũng được. Còn cái lượng dân của mình chỉ cần có 100 triệu thôi. Lượng dân của mình có 100 triệu không đủ sức cân với tư bản. Đó, cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Còn bây giờ nó phát triển một cái mạng, đúng chưa? Mà một cái mạng đó tới hơn 1 tỷ người dùng là cái mạng nó mạnh. Còn bây giờ mình cũng phát triển một cái mạng, nhưng mà cái mạng mình có được chừng 50-60 triệu người thôi.
thì nó chưa đủ mạnh lắm, nên mình vẫn cần phải có mạng nước ngoài. Nó là vậy chứ ai mà chả muốn có mạng riêng. Nó mà giờ Việt Nam mình có cái mạng riêng thì Việt Nam mình phải phát triển sao đó, PR sao đó, quảng cáo sao đó, ưu tiên doanh nghiệp sao đó, nó mới được. Nói chung mày ngắn gọn cái gì mà 16, 18 tấn vàng viết dài của ai đọc ra mà được, đúng không? Câu trả lời thuyết phục, cảm ơn anh. Tao không nói thì thôi, tao nói cái gì nó phải thuyết phục cái đó nghe. Chẳng lẽ kêu Việt Nam sản xuất chim bướm? Trời ơi, anh nói vậy là không đúng. Đó là mặt trái của người Nhật. Mặt trái, mặt phải con mẹ gì, đúng không? Đừng có nói mặt trái, mặt phải gì trên trời á. Nó, thằng Nhật là gì? Ngày xưa nó gây ra tội ác chiến tranh rất là nhiều. Lính nó đi hiếp dâm, trời đất ơi, qua hỏi mấy Hàn Quốc kìa. Lính Nhật là lính thấm hiếp dâm. Đó, nó hiếp dâm dân Hàn, dân Triều Tiên á. Xong rồi nó hiếp dâm dân dân Trung Quốc. Còn dân Việt Nam nó có hiếp hay không thì không biết, chắc cũng có đó. Mà chưa có nhiều thôi. Nó ở đó mà chuyện mặt trái mặt phải. Xã hội nó phát triển song hành hai mặt. Thằng tao ghét nào nó tốt cho Nhật lắm nha. Nhật nó tốt thì tốt, nhưng mà nó có những cái vấn đề của nó cũng rất là nguy hiểm. Xã hội nào cũng vậy cả. Thằng nào đội nước ngoài lên tao đam hết. Tao cóc còn biết mày đội thằng nào. Mày đội thằng Trung Quốc cũng đam, mày đội thằng Mỹ tao cũng đam, mày giờ mày đội thằng Nhật tao cũng đam luôn nữa. Nhật nó gây ra, nó có những chính sách rất là tàn nhẫn. Thí dụ như bây giờ á, ví dụ như những đứa con gái á, mà nó bị ngu ngu á, là Nhật nó giết nha. Hoặc nó giết, hoặc là nó cắt ống dẫn trứng để cho không đẻ được. Tại vì đơn giản nó suy nghĩ như nè, những đứa con gái nó bị ngu, sau này nó bị chệch, nó sẽ đẻ ra những thằng ngu. Những thằng ngu vậy không xứng đáng nằm trong đội ngũ của dân Nhật. Nó vậy thì mày nghĩ sao đây? Cái đó có vi phạm nhân quyền không? Đúng không? Con người ta có quyền được sống, được yêu và được chịch. Đằng này nó cắt luôn. Còn thằng nào nó phát xít hơn nó giết luôn. Vậy thì sao đây? Mà nó mặt trái nữa hả? Nga có đam không? Mẹ Nga xa quá, yếu. Kiến thức về Nga yếu. Nói chung tại à, đụng gì biết với đam. Singapore dân ít mà sao nó giàu gì? Dân ít nó giàu tại nó giỏi, đúng không? Singapore nó giỏi lắm. Người Hoa bên Singapore giỏi lắm bạn. Cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa mà đánh Việt Nam miền Bắc với miền Nam với Mỹ quýnh lộn xùm á, thằng Singapore nó bán xăng bán dầu, sửa tàu chiến này nọ đó, kiếm thêm. Xong rồi tranh thủ phát triển kinh tế trong những năm chiến tranh đó, hiểu không? Singapore nó giỏi chứ. Việt Nam ham đẻ là giỏi. Con gái mẹ mày cũng ham đẻ đó. Con gái mẹ mà ham đẻ quá, quên chọn giống bây giờ nó mới lọt ra mày đó. Đúng không mấy bạn? Anh Di cho hỏi các nước lớn như Anh, Pháp, Đức toàn một toàn thế lực nhưng không có một sáng chế đối trọng như Facebook anh. Mỗi nước mạnh một lĩnh vực mày ơi, đúng không? Bây giờ ví dụ như Facebook thì Mỹ nó mạnh, Đức nó mạnh về xe, đúng không? Nó mạnh về những cái khác, mỗi nước nó có một cái ưu điểm chứ. Chứ ta làm sao em phải bắt nước này phải như nước kia, đâu có được em. Nước Anh có đam không? Nước nào cũng đam, thằng nào đội nước ngoài lên đầu là cũng đam hết. Việt Nam mạnh gì anh? Việt Nam mạnh quýnh lộn đó. Việt Nam mạnh tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bất khuất kiên cường. Nhiều đứa nó muốn mà Việt Nam mạnh toàn diện nó mới chịu. Người Nhật giàu vậy, họ còn muốn độc thân. Việt Nam nghèo, thân lo chưa xong mà ham đẻ quăng ông bà nuôi. Thì kệ mẹ chuyện người ta đi mày ơi, chuyện xã hội mà mày đam, người ta đam vô đầu mày. Cái chuyện đẻ nó có cái đã của đẻ, đúng không?
Bây giờ mày làm nhiều tiền nó có cái đã của giàu. Thì bây giờ quan trọng mày thích giàu mà mày thích đẻ. Sao mày can thiệp cho nó được? Nhà nước còn chưa đủ tư cách để can thiệp nữa chứ đó mày. Trấu tre. Anh ủng hộ Cộng hòa hay Cộng sản? Đồ điên. Bây giờ tao hỏi mày á, đúng không? Tào lao sao bị đau? Ủng hộ Cộng hòa. Nói chuyện nghe bớt ngu đi mày. À, mấy mấy Việt Nam mấy ông quan chức giàu VL. Trời đất ơi, làm quan không giàu làm gì bị ối. Nước nào quan chả giàu, nước nào quan nghèo mà chỉ tao coi. Mà Việt Nam giàu được bao nhiêu ông? Vài ông giàu, mấy ông kia cũng nghèo thấy mẹ, mua súp tao trả giá từng đồng. Nhiều khi thấy cũng tội mấy em. Ngày xưa nghe nói Singapore ước được như Việt Nam, đúng rồi. Năm 1963, 63 hay 60 gì đó, quên mẹ năm rồi. Lúc đó Tổng thống Nguyễn Quang Diệu á, đi qua bên Sài Gòn mình chơi nè, thấy Sài Gòn ngon quá. Ông ổng ao ước, ông nói trời mẹ tôi ước được, tôi chỉ được như Sài Gòn thôi là tôi ok rồi. Đó. Câu đó đúng lắm em. Má Sài Gòn mình đó ngon lắm. Không cần làm, Mỹ cho tiền xài. Mỹ nuôi từ A tới Z luôn. Thằng Singapore nó phải làm như con chó. Nó phải ship, nó phải chở xăng từ bên Singapore. Nó đi qua tới Việt Nam. Xong nó bán, nó kiếm lời. Má còn thằng Mỹ nó cho mẹ tiền Việt Nam mua xăng của Singapore luôn. Lý Quang Diệu tức lắm. Nói nè. Lý Quang Diệu nói tại sao không cho tao? Nó thôi, mày ăn đủ rồi mẹ ơi. Anh nó nuôi mày cả thế kỷ rồi, bây giờ á thì Việt Nam Cộng Hòa bị ngược đãi chút đỉnh tao nuôi thôi, mày ra tôi nó làm gì. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa có tật ỷ lại mấy em, má nuôi mà không chịu phát triển, nuôi bú hơi nhiều đó, nên Mỹ nó nuôi tới 19 tuổi nó dứt sữa, nó không cho bú nữa. Cũng may á, Singapore nó không cho Mỹ bú, đúng không? Singapore nó không bú Mỹ, nó bú Mỹ nó đi luôn rồi. Singapore nó độc lập, nó tự lực tự cường cho đó. Bây giờ cái giá của tự lực tự cường nó luôn ngon mấy em. Mình không có phải bị gọi là lệ thuộc về chính trị, lệ thuộc về kinh tế. Singapore giờ nó ôm cái cảng nó sống phay phay. Biết cái cảng biển không? Biết cảng Singapore không? Biết cái eo biển Malacca không? Tất cả những cái tàu bè nào đó mà đi hả, từ cái vùng mà Tây Á nè, từ cái vùng châu Phi nè, thậm chí là châu Âu nè, nó chạy qua Thái Bình Dương, nó phải đi qua cái eo biển đó. Nó bơm dầu nè, nó bán xăng nè, nó mở casino nè, nó cho đậu tàu nè, nó bốc dỡ hàng hóa nè, dân nó có 5 triệu gì, cái cảng nó nuôi dư sớt. Bởi vậy mà hỏi tao không biết chừng nào Singapore nó nghèo nữa, thiệt luôn á. Nó đã giàu rồi mà hả, trời đất còn nuôi nó nữa. Trừ khi nào kinh đào Sra đó mà ra đời á thì mai ra nó bớt giàu. Còn bây giờ muốn Singapore bớt giàu nằm mơ đi. Tao đi làm hàng tao biết mày ơi. Mấy Singapore nó coi Việt Nam mà không ra gì đó. Đúng không? Hồi cái kỳ mà gọi là hãng tàu của Hàn Quốc Hanshin nó bị phá sản á. Nó mẹ nó kẹt nồi nồi bên Singapore luôn, Singapore đó lỗi phát. Quá tải container. Xong anh hối lộ nó mấy em. Anh cho nó đợt đó anh cho nó 560 năm 500 mấy chục triệu á. Anh nói nè thôi cầm tiền đi, bốc tàu bốc hàng tao nhanh nhanh chút đi, chứ để hàng tao 3 4 tháng anh chết luôn. Cái nói bốc bốc cái méo. Bây giờ hàng tao kẹt cảng cả nồi kìa mày dẹp đi, đụng nó nói câu quê mày. Trời đất ơi, tiền tao cho mày không cầm thôi mày còn chửi nữa. Đậu phộng nó cứu nó không bị thốn. Xin 50 là tiếng tàu cộng nó anh. Thì nó đằng tàu cộng với Mã Lai chứ nó có làm gì có nó. Đúng không? Đa phần mấy anh giàu là mấy anh da trắng với người Hoa, ta đi di cư, di dân này nọ. Những nước tư bản được Mỹ bảo trợ, Việt Nam Cộng sản tự lực cánh sinh. Đúng rồi.
Bởi nó Singapore nó có thiên mệnh lắm em. Nó giàu. Singapore là giàu thứ hai thế giới rồi đó. Hai thứ ba gì. Anh Duy cũng chạy cảng hả? Không phải chạy mẹ ơi. Tao người quyết định thôi chứ tao đâu biết chạy cảng đâu. Nhưng nói rõ là nhờ ống dẫn của Mỹ chứ Sài Gòn thời Ngụy như xác chết. Xác chết gì mẹ nói quá. Không nhất chết đâu. Nói chung mà sau chiến tranh thế giới thứ hai á thì tình hình Việt Nam mình nó bất ổn nhiều lắm em. Sau đó mình trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp á. Thì khi mà Pháp nó bị đánh bại ở Điện Biên Phủ á thì Việt Nam mình ba miền hầu như điêu linh như nhau, hiểu không? Nhưng mà trên một cái bình diện á thì miền Nam lúc đó cũng còn chút nội lực chứ không phải là ngấp ngáp đâu. Giờ Việt Nam làm ba đặc khu kinh tế là bao ngon. Nói chung làm thì cũng làm được đó, nhưng mà tiền đầu tư nó cũng hơi nhiều. Nghe nói đầu tư 1 triệu mấy tỷ. Theo anh, chiến tranh thế giới thứ ba có xảy ra không? Xảy ra thì mày chạy đâu? Quan tâm chi chuyện lớn chứ. Dubai có được như trên báo không? Dubai nó giàu mà, Dubai nó móc dầu lên nó uống luôn. Việt Nam Cộng Hòa hàng đầu châu Á điên. Việt Nam hàng Cộng Hòa không bao giờ mà hàng đầu châu Á, rất tào lao. Trước sau gì mình với Trung Quốc cũng lại đập nhau. Hòa bình được ngày nào tốt ngày đó rồi. Sao mày biết? Anh Duy có hóng vụ ở Nghệ An không? Không. Tao đâu có nhiều chuyện như mày. Tại sao Dubai nó giàu dữ vậy anh? Dubai nó giàu nhiều em. Giàu là một cái loại mà gọi là kêu là gì ta? Vàng đen đúng không? Bán lúc nào cũng có giá. Nước nào nhiều dầu là sẽ có rất lợi thế. Đừng có bị ta đánh thôi. Nước nào mà nhiều dầu mà khai thác bán ngon lành đó thì không bị ta quýnh đó, là giàu lắm. Còn mà bị người ta quýnh thì cũng mám luôn. Cuba có giàu không Duy Nguyễn? Không, Cuba, Cuba nào? Thằng Cuba trong này hay là nước Cuba? Em đọc nó sao mỗi Nhật à, mà nhưng cũng có chống được đâu. Mày đọc mà mày mày có biết suy nghĩ không? Mày nghĩ sao Việt Nam Cộng Hòa sao mỗi Nhật? Thằng Singapore nó tàn hình hả mày? Thằng Singapore cái ông Lý Quang Diệu cũng khen đểu, ông nói đểu một câu cho nó vui thôi. Chứ còn cái GDP của Việt của Singapore bao giờ cũng cao hơn Việt Nam Cộng Hòa hết. Cao hơn từ gấp đôi cho tới gấp mười mấy. Ở đâu ra mà cái chuyện mà Việt Nam Cộng Hòa GDP cao đầu châu Á? Bớt điên đi. Hàn Quốc cũng chưa bao giờ thua Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở đâu ra à? Trong khi đó ở ở châu Á còn có đống nước Đài Loan nè, đúng không? Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, Đông Nam Á mình Thái Lan nè, nào nữa, Singapore nè, đúng không? Brunei nè, tào lao. Chào vòng quay may mắn nha. Tóm lại chỉ có Việt Nam. Tóm lại chỉ có Việt Nam là Mỹ có như không. Làm sao?
Chào anh Di Idol của em, chào Hòa. Brunei có được mỗi ông quốc vương giàu thôi. Ông quốc vương là giàu nhất. Còn dân nó nhỏ xíu mà giàu nó nhiều, mà nó bị chiến tranh là nó giàu à mày ơi. Nước nào cũng vậy thôi à, mày giàu nhiều mà mày cũng bị chiến tranh là mày giàu à. Thằng Việt Nam nó nghèo và lạc hậu không Di? Thằng Việt Nam nó có nghèo hay nó có lạc hậu hay không, nó cũng là cái nước đẻ ra mày. Mày nói câu đó mày thua cả con chó, đúng không? Tại sao tao nói như vậy? Tao nói là gì nè? Cái gì quên rồi. Là gì? Cái gì? Làm mướn thì không chê chủ khó, mà làm chó thì không chê chủ nghèo, phải không ta? Nó, con chó nó còn chưa chê chủ nghèo nữa. Mà mày chê một cái đất nước mày sinh ra lớn lên, mày uống từ cái dòng sữa mẹ mày đầu tiên, bây giờ mày nói chuyện cũng đang nói tiếng Việt đó, mà mày nói câu đó thì mày chỉ là thua con chó. Ngắn gọn đó. Còn một người yêu nước thật sự như tao vậy nè, nhìn thấy Việt Nam mình đang đổi đời, Việt Nam mình đang tiến bộ từng ngày, mặc dù nhìn vòng vòng trên thế giới thì cũng thua, còn thua nhiều nước, để mình lấy cái mục tiêu, mình lấy cái động lực để mình đóng góp nhiều hơn cho đất nước mình, để cho đất nước mình phát triển hơn nữa, để cho đất nước mình sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như lời bác đã dạy, đúng không? Mày không xứng đáng nằm trong cái đội ngũ thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tao nói thiệt với mày, mày không xứng đáng. Đó, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đó là phải yêu nước và yêu lao động. Đó, yêu công trường, nhà máy, xí nghiệp này nọ để đi làm, đó, đi phát triển giúp cho đất nước này khá hơn. Các vua hùng đã có công dựng nước thì bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, đúng không? Chúng ta đã trải qua những cuộc kháng chiến, đấu tranh, đúng không? Khởi nghĩa, thần thánh giành lại được cái nền độc lập cho quê hương, thì chúng ta phải giữ vững cái thành quả cách mạng. Đừng để cho đất nước chúng ta tiếp tục rơi vào loạn lạc, đừng để cho đất nước chúng ta tiếp tục rơi vào nội chiến, đúng không? Hoặc là ngoại xâm. Đó, phải như vậy mới được mấy bạn. Khổ quá. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đúng rồi. Theo anh gì? Theo anh hiểu sứ thiên đường và tư bản dễ chết là thế nào ạ? Cái sứ thiên đường và tư bản dễ chết đó, nó cái câu đó nó nằm ở trong cái lời của ông Marx, đúng không? Ông Marx ngày xưa á, ông nói ông xây dựng ra học thuyết chủ nghĩa xã hội để xây dựng một cái đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa, là mô hình thiên đường. Mô hình lúc đó là con người ta làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Cái nguồn cung của xã hội nó quá lớn, đúng không? Sản xuất nó dư thừa, nó dẫn đến sự thặng dư. Con người ta không cần ai quan tâm nữa. Lúc đó là ai muốn xài nhiều xài, ai muốn lấy nhiều lấy, tức là tài sản quá nhiều rồi. Đó là xã hội trong mơ của Marx nha. Còn cái việc mà tư bản dễ chết, thì lúc mà ông viết ra những cái cuốn gọi là tư bản luận này nọ, ông chỉ ra những cái khuyết điểm mà chết người của chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là chế độ bóc lột, chế độ không tình người này nọ kia. Thì ông Marx ông gọi cái chế độ tư bản dễ chết là cái thời điểm bây giờ. Còn sau khi mà ông viết ra cuốn sách đó đó, ông không chịu bảo mật đàng hoàng để cho mấy tư bản nó đọc được. Nó đọc được, nó biết thằng cha là rất là nguy hiểm rồi, ông chỉ ra những khuyết điểm của tôi hả? Thì lúc mà tư bản nó đọc được cuốn sách này, nó sẽ có hai mục tiêu. Một á, là nó tự phích lỗi. Hai á, là nó đồ sát ông Marx và những người theo tư tưởng ông Marx. Nó, tư bản nó chơi hai mặt trận liên tiếp. Mặt trận tự phích lỗi là gì? Đó là nó dựa vào cuốn của ông Marx mà nó điều chỉnh lại xã hội của nó. Nó điều chỉnh lại cách cai trị của nó, bớt bóc lột hơn, nhả ra chút xương đó cho người lao động ăn, cho giai cấp thủ công nông ăn, thì để cho giai cấp công nông cảm rằng mình ăn đủ rồi thì thôi, không quan tâm tới xã hội nữa. Đó là chế độ tư bản đã thành công. Còn cái mặt trận thứ hai là thằng nào cộng sản chém không có nhiều nữa. Nó điển hình là vào cái khoảng cái thập kỷ 50 của thế kỷ trước, từ năm 50 tới năm 70, là lúc đó đó ở bên Mỹ cái phong trào sát cộng nó rất là mạnh. Tất cả những người nào ở bên Mỹ mà tư tưởng cộng sản một cái lên đường. Lên đường. Và đảng cộng sản bên Mỹ không được làm tham gia chính trị, mày lên đường. Vậy đó. Còn trên mặt trận thế giới, đúng không? Nước nào theo cộng sản chém không có nhiều nữa, mệt quá. Đó là việc của Mỹ dẫn đầu khối tư bản làm như vậy. Hai mặt trận nó nhớ, mặt trận số 1 là phích lỗi, tức là sửa lỗi đó.
mặt trận số 2 á là sát cộng. Nó hiểu hiểu trong cái thời điểm đó, chứ không phải là bây giờ cứ mãi nhai để câu đó hoài. Cái câu bây giờ tư bản này nó không còn dễ chết nữa, nó sửa lỗi rồi, sao dễ chết được nữa, chừng nào nó chết mới biết. Đúng không? Ông Marx ông viết cái đó ra là cả trăm năm rồi. Thì bây giờ là lịch sử nó luôn thay đổi, xã hội nó luôn thay đổi, thì không thể nào mình giữ một câu nói trong 100 năm mà mình không thay đổi. Đó là mày cố ngu, đúng không? Giống như bữa nay tao yêu Nguyễn Diễm nè, mà Nguyễn Diễm từ chối tao, ngày mai tao yêu con khác. Duy nói như con Dung trong bụng của Marx. Marx nói chung là không dám. Mình chỉ suy luận, mình chỉ học về những kiến thức mình biết, về những gì mình hiểu về xã hội mình nói ra vậy thôi. Chứ còn Dung nó bụng mất mát gì đó thì không dám nói. Việt Nam biết dân nghèo cũng mặc. Xin lỗi bạn, đúng không? Bạn nói câu này là bạn hiểu gì Việt Nam đó. Việt Nam lo cho người nghèo dữ lắm chứ bạn. Việt Nam lo cho người nghèo dữ lắm, không có cũng mặc giống bạn nói đâu, đúng không? Bạn biết cái việc làm đầu tiên không? Việc làm đầu tiên là sau cái nạn đói năm 1945 đó. Đó là Việt Nam mình là cướp kho thóc của người Nhật. Cướp nha, đừng nói chuyện mở chìa khóa lấy, mà dùng chữ là cướp kho thóc của người Nhật để cứu đói cho người dân. Đó. Còn mà biết dân nghèo Campuchia không? Trong những trận biên giới Tây Nam, dân Campuchia nó không còn gì ăn hết, nó đói quá đói luôn. Bộ đội mình đó, là phải lấy gạo quân lương ra nấu cháo để cứu cho người Campuchia. Và trong những cái giai đoạn từ năm 79, 79, 80 đó, 85, Việt Nam mình rất là nghèo, rất là khổ. Cả nước Việt Nam mình nó khổ dữ lắm bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn phải ship gạo bên Campuchia để cứu người dân Campuchia. Cái đó gọi là gì? Cái lá lách đùm cái lá tả tơi. Đó là thời xưa, còn bây giờ lo cho dân mới sợ à. Nói chung là bạn không hiểu rồi. Kiến thức của bạn, bạn đọc báo và chịu khó bạn đọc kỹ đi. Bạn biết những cái vùng núi không? Tôi chỉ hỏi bạn câu thôi. Những cái vùng núi, đúng chưa? Những cái vùng núi là chỗ đó nghèo đúng chưa? Thì thời xưa người ta đi đường gì? Bây giờ người ta đi đường gì? Đúng không? Bây giờ vùng núi đúng không? Bạn có coi livestream không? Tôi thấy bây giờ núi cỡ nào núi, nó không có đường, nó vẫn có xe máy đi. Đúng không? Còn hồi xưa đó, có xe đạp hay không là tôi phải hỏi lại đó. Ở đây là Duy tuổi còn trẻ, Duy không dám nói. Những anh chị em nào lớn tuổi, ngày xưa dùng núi, dùng bản, dùng đồi đó, ở những cái vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam này, có xe đạp đi không? Hay đi bộ chết cha ra? Còn bây giờ tôi thấy đi xe máy mầm rồi đó. Cái đó tôi thấy, khỏi nói ai cả, đúng không? Tôi thấy cán bộ uống bia thất nghiệp, còn dân thất uống bia bụng phệ, còn dân không có việc làm thì ngu như mày sao có việc làm. Mày muốn có việc làm thì cái việc đầu tiên mày phải viết đúng chính tả cái chữ việc làm. Đúng không? Cái chữ việc làm là việc C chứ không phải việc T. Mà bây giờ mày đang cần một việc làm, mày need a job. Mà mày viết sai chính tả mẹ đó cái chữ việc làm rồi thằng nào mướn. Đúng không? Mày đừng có trách mấy ông bụng bự bụng phệ cái mẹ mấy ông. Đúng không? Mấy ông đó bụng bự bụng phệ thì sau này ông bị sơ gan cổ trướng máu như mà ông chết. Trời ổng. Còn bây giờ mày lo cho mày kìa. Mày muốn có việc làm thì mày phải viết đúng chính tả chữ việc làm đã. Mày có thể sai chính tả việc khác, nhưng mà mày không được sai chính tả chữ việc làm. Tại mày đang cần một cái việc làm, ok? Đúng không? Dạ thưa, con nít dùng núi cũng xài smartphone với wifi luôn. Ghê vậy trời. Anh nói hay anh, hay thì em có chịu yêu anh không? Chào Dương, bữa nay tóc dài lại chưa? Bữa nay Dương tạo ạc bên Bigo đi Dương. Qua bên Bigo, BK vui lắm Dương ơi. Giờ đường nhựa xe 2-3 cái thì rõ ràng. Thì rõ ràng, bây giờ tôi không còn nói nhiều với mấy ông nữa. Tôi nói thẳng Sài Gòn luôn nè. Tôi nói thẳng cái Sài Gòn này luôn. Tôi là có kiến thức chỗ này nha. Bây giờ á, ở Sài Gòn này ngày xưa đó, đường đá đỏ rất nhiều đúng không? Đường đá đỏ, đường làng, đường này nọ tôi lưa hết. Đó. Mà bây giờ đường nhựa vô tới nhà, tôi chỉ cho ông luôn cái khu của tôi ở á, là khu mà Tên Lửa nha. Tên Lửa là Bình Trị Đông B đó, là cái khu giàu nhất của Bình Tân. Trước năm 2000 chỗ này đâu muốn không à. Đúng chưa? Trước năm 2000 chỗ này đâu muốn không. Mà bây giờ á,
tự nhiên Dương comment câu gì, cái gì Dương ơi, Dương à, Dương có biết Dương hay là Duy, chứ giờ hai đứa mình cùng tên mà chơi chơi dê dê không mà đọc không có được nha. Cái gì dê ơi dê à, dê có biết dê cười dê đẹp lắm không? Không hiểu. Duy mà căng thẳng nhìn mặt cười, hồi nãy mới bị Hương Lưu La nó ám mà giờ đang nói cái vụ đường với cái mấy này. À, khu này á trước năm 2000, năm 75 sao ha, tao nói năm 2000 tao muốn không. Bây giờ chỗ này nhà toàn là biệt thự không à, đúng không? Đất á, thì tùy chỗ, giá từ 70 triệu mét tới 200 triệu mét. Rồi mày giải thích sao đây, tại sao Trung Quốc đánh phía Bắc 79? Mẹ đơn giản, cứu một boss. Thứ nhất nó có hai mục tiêu nó quýnh đó. Theo như Duy nghiên cứu lịch sử á, là năm 79 Trung Quốc nó quýnh Việt Nam hai mục tiêu. Một là cứu con em nó là bon boss, hai là dạy cho Việt Nam bài học. Mà dạy cho Việt Nam bài học là bài học gì đó? Thứ nhất á, là hờ hững với Trung Quốc. Trung Quốc nó rủ đi ăn kem mà không chịu đó. Nó rủ Việt Nam đi ăn kem từ những năm 70 đó. Lúc đó là Trung Quốc với Liên Xô là trở mặt đó. Thì Trung Quốc nó muốn cua Việt Nam, Liên Xô cũng muốn cua Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam lúc đó theo cái tư tưởng mà nó ngã về Liên Xô nhiều hơn đó, nên Trung Quốc đã hận. Rồi sau này á, chiến tranh biên giới Tây Nam, Việt Nam đem quân quýnh em nó, hận thêm Pháp nữa. Giờ nó phải dằn mặt đó, nó phải tẩy tỏ vẻ đằng Anh ra, nó mèm Việt Nam trước đi tính sao. Đơn giản vậy thôi. Hóc Môn thay đổi xiền luôn em ơi. Bây giờ nhà bạn nào á, bạn mượn cái sổ đỏ của cha mẹ bạn đi à, sổ đỏ cha mẹ bạn mà xưa xưa đó, thì nói chung á, thì vòng vòng cái miếng đất á, nó sẽ có chữ chú thích là đường đất đó, đường đất nha. Bây giờ bạn ra ngoài hiện trạng coi, bạn coi đâu còn đất đâu, đường nhiều quá không à. Nói chung là thay đổi nhiều lắm mấy em. Cái gì mình nhìn thì phải nhìn cho nó ra, đúng không? Mình đừng có nói chuyện mà nó gọi là nó tầm bậy quá, bậy chút đỉnh thôi. Đang ăn xòi chấm gì chấm mắm đường. Ủa bên Na Uy có xòi chấm mắm đường nữa, có xạo không đó? Duy tôi rồi, Duy thấy Dương như của gặp ớt. Làm sao không hiểu? Trước năm 2000 đường tên lửa đi không khéo, còn ngã xuống ruộng rau muống. Nhiều khi bị đĩa đeo nữa đúng không? Nói chứ Việt Nam mình thay đổi nhiều lắm chứ em. Giờ chỉ sợ không có tiền mua đất thôi chứ. Má năm chừng 10, 5 năm nữa là đất nó lên mà khỏi mua luôn. Mẹ em nói ngày xưa mẹ em đi bán đường đất mà nhỏ lắm anh. Thì đương nhiên rồi, ngày xưa nghèo mà ông nội. Hồi xưa là cái thời Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ nó xây đường. Thì đường nào có lợi nó mới xây, đường nào không có lợi nó xây chi. Đúng không? Em nghĩ tại sao mà Mỹ nó xây cái xa lộ Hà Nội, ủa như đó Đại Hàn xây, nói chung là đồng minh của Mỹ á, đúng không? Nó xây cái xa lộ Hà Nội chi vậy? Đồng minh cho tụi bay đi chơi, không có cửa đâu con. Anh có xem kênh VM YouTuber không? Có. Mà dạo này kênh đó nó cù bắp quá mày ơi. Nó hết đề tài nữa sao á, từng ra có hai cái video nghe không có đã gì trên rồi. Mày kêu admin kênh nó làm nhiều nhiều đi. Tao tối nghe đỡ buồn ngủ. 500 triệu mua đất đủ không anh? Đủ em. Quan trọng đất ở đâu chứ. Vậy nó nói đúng không? Ai biết đâu. Mẹ nó nói mấy cái tin bí mật không mà tao đâu biết đúng hay sai. Hai 200 triệu mua đất Sài Gòn được không? Không có giấy được không? Mua đất Sài Gòn không có giấy nha. Tỉnh em làm ăn khó quá, toàn thấy bán nhà anh ơi. Nó bán nhà mà nó có người mua sao khó được, đúng không? Khi nào mà thấy người ta bán nhà mà không ai mua hết trơn mới khó. Ủa bác Từ Trần mà báo Dân Trí, bác đổ 10 Từ Trần.
Mà báo dân trí đăng hả? Chắc thiệt rồi. Về Vĩnh Lộc mà mua đất, hình như theo như anh đọc báo cách đây 2 năm là cái khu Vĩnh Lộc là cấm mua bán đất. Không biết giờ đổi chưa? Chào chị Hồng Loan. Nếu năm 79 Trung Quốc thắng thì theo anh Trung Quốc có đô hộ Việt Nam không anh? Khùng. Năm 75 Trung Quốc nó quýnh Việt Nam mà nó hơi bị ngu. Năm 79 chứ. Nghĩ sao thắng được ông nội? Trung Quốc nó quýnh Việt Nam mình 2000 năm có giờ thắng chưa? Cùng lắm là thắng trong giai đoạn đó thôi. Xong rồi bị phản phản kháng. Nó quá hiểu rồi. Nó nói giờ chơi khô máu ăn Việt Nam thì dễ. Nhưng mà giữ Việt Nam mãi mãi không bao giờ giữ được. Đó. Nó không chiếm. Còn huống hồ gì sau năm 75 là Việt Nam mà đang rất sung mấy em. Đánh thắng được Mỹ, đạp đổ được Ngụy mà rất sung. Quýnh trong thời điểm ấy, lúc bây giờ là không có khôn đâu. Quýnh trong thời điểm bây giờ là ngu đó. Người ta đang gọi là gì sĩ khí rất là cao. Anh Duy biết gì về chê Revega không? Nó ổng ở trên kìa mà hỏi ổng đi. Cái gì nghiên cứu lịch sử cho lắm, hỏi câu không biết trả lời cha nội. Mày ngu quá mẹ ơi. Tao biết trả lời thì tốt, không biết trả lời cũng đâu có sao. Thí dụ như mày đưa ra một câu gì nè: Duy Nguyễn ơi, trả lời được câu này tao cho mày 10 tỷ. Thì ví dụ như mà tao không biết trả lời mày giờ tao ngu được, tại tao không có khả năng lấy 10 tỷ. Còn ở đây tôi bay vô tôi dạy chùa không ẵn cái gì, đúng không? Không có tư cách ăn.